Dùng được mới mua, dùng được mà không mua là đồ keo kiệt. Xin chào mọi người, mình là Miko Lan Trinh. Và Miko sẽ chia sẻ câu chuyện này ha. Là đối với Miko, cái Miko tự cho rằng, tự quy định rằng mình là một cô gái biết suy nghĩ. Tôi là một cái chuẩn để tôi quy định nó là món đồ đúng đắn để mua rồi. Mà anh từ chối thì ok, anh phải đưa ra một cái lý do chính đáng, còn nếu mà không thì có nghĩa là anh đã keo kiệt. Là bạn nghĩ cho người ta đúng không? Dạ, bây tại vì Chính không bao giờ mua đồ mắc tiền hết. Chính không phải là một cô gái thích hàng hiệu. Chính chỉ cần những cái món mà Chính thực sự nghĩ nó cần thiết thôi, cho mình hoặc là cho người ta luôn. Và khi mà mua cái món đồ đó, tôi cũng nghĩ là người ta có khả năng mua được hay không rồi. Nên có nghĩa là Chính là một cô gái sắp xếp hết cho người ta rồi đó. Người ta chỉ cần bỏ tiền ra người ta mua thôi, mà người ta hay mua người ta keo. À thì đó, thì bây giờ là Trinh đã chỉ định là cái này dùng được là mua. Thì bây giờ ai là xui lắm mới làm bạn trai em luôn á. Dạ anh chị. Trời, anh ơi, chiếc xe hai cửa này dùng được đó, mua đi anh, mua là keo kiệt. Không, bây giờ cụ thể nè, bây giờ Trinh nói đi, cái món gì mà Trinh nghĩ là Trinh người ta có thể mua được mà Trinh cần dùng. Trinh cũng muốn chia sẻ với mọi người luôn là hiện tại bạn trai của Trinh là người kiếm được ít tiền hơn Trinh. Nên khi mà Trinh có những cái mong muốn nào mà Trinh thấy là nó hơi quá xa xỉ, Trinh sẽ là người trả. Nhưng nếu mà tới cái chỗ này em biết, em nghĩ trong đầu em biết là anh có thể trả được, thì em mong muốn anh là người trả cái món đồ đó cho em. Nhưng mà nếu mà Trinh thì Trinh sẽ nói với người ta như thế nào? Mình sẽ không nói gì đâu. Mình sẽ không trả vậy thôi à, là người ta biết người ta trả. Là coi như là cứ ra, coi như là đi vô một cái shop xong rồi thấy là một đôi giày đẹp quá. Anh ơi, đôi giày đẹp quá. Anh ơi, em thích đôi giày. Là mặc thì người ta phải tự trả. Dạ, rất là dễ hiểu. Còn nếu như mà Trinh đi phăm phăm vô cái shop đó, Trinh cầm đôi giày đó, Trinh tự trả tiền thì người ta cũng hiểu luôn. Hiểu sao? Hiểu là cái đó giá trị. Không cần phải mua cho. Còn anh Đạt nói em thích cái xe hai cửa thì em đã nói ngay từ đầu rồi. Em tự mặc định em là cái chuẩn mà em thấy cái nó hợp lý em mới kêu người ta mua, chứ em sẽ không đưa ra một cái món đồ mắc tiền quá rồi mà em vòi vĩnh người ta là không có, không có chuyện đó. Cái này chị thể bên chị Trinh, tại vì chị biết tính chị Trinh. Chị Trinh là người phải nói là rất là chính xác trong một số cái sự lựa chọn. Tức là khi nào mà mua cái gì á. Tức là không phải là người quá đáng đòi hỏi, mà là phải cân nhắc trước khi mà đưa ra cái gì đó, ngay cả cho bản thân và cho bạn trai luôn. Nhưng mà cái mindset tiết kiệm của đàn ông phụ nữ nó khác nhau lắm. Tại vì đàn ông thấy là trời em có nhiều quá rồi thì em mua làm chi, thôi đừng mua. Đàn ông chỉ nghĩ vậy thôi chứ phải là không có tiền. Bà nói rất đúng nha. Chị cũng có rất là nhiều người bạn nam đã từng hỏi chị là em tại sao phụ nữ có bao nhiêu cái túi vẫn không đủ, hoặc là có bao nhiêu bộ váy hoặc có bao nhiêu đôi giày mà mua thêm một đôi vẫn thấy vui. Thì ủa, cái chuyện đó đâu có gì đâu mà phải thắc mắc trời. Đúng không? Phải thắc mắc chứ, đúng không? Phải thắc mắc chứ, sao có gì đâu. Vậy mà chị có rất nhiều bạn thắc mắc điều đó, trong khi mình cũng không biết giải thích sao. Nghe bên Nam nói đi. Trinh nghĩ chính các anh cũng có rất nhiều giày. Dạo gần đây là Trinh thấy các anh là thích giày, sưu tầm giày sneaker, nhiều giày. Lấy cái ví dụ điển hình luôn là anh đang thắc mắc là vợ anh á, là đi ra đường xong mua cái bóp nhỏ, thấy đẹp quá mua bóp nhỏ xong rồi phải về phải mua cái bóp lớn đựng bóp nhỏ. Xong mua bóp lớn đựng bóp nhỏ xong bự hoành tráng bự quá, xong cầm cái bóp bự ra đường em sợ người ta giật quá, phải đánh lạc hướng người ta là cuối cùng cất mấy bóp đó nhà, xách mình đi lông ra đường để cho khỏi để ý. Mà mua bóp để trong nhà anh cũng không hiểu được vấn đề là gì luôn á. Mà mua bóp chứ mua đứng nhà quá chừng luôn, mang đi lông là tại anh thuận miệng nói thật là cái túi giấy và đựng mấy bịch dài đồ đựng nên đem ra đường. Ê, anh nhưng mà tới lúc đó anh có thể nói, và khi đó chị sẽ thấy là chị mua hố thì bán lại đó. Ông bán lại được nhưng mà không vẫn có phạm lại cái sai lầm đó nữa. Rồi mình sẽ bàn tiếp để coi là liệu rằng là những cái tình huống mà Trinh vừa đưa ra nó phải là keo kiệt hay không, hay là tiết kiệm nha. Câu chuyện thứ hai, chia hai, chia bốn, chia mấy mới đủ? Sao lúc nào cũng khó hiểu vậy Mai Minh Trâm? Em giơ tay nhẹ nhẹ, cái này nó cao. Mấy người mà có chung chỉ Mai kỳ quá ha. Thôi ai trước nè? Dạ em xin kể trước ạ. Rồi, mời em. Không phải câu chuyện của em, là câu chuyện của bạn. Hai người đó đã quen nhau được 1.5 năm. Thì trong mọi cái cuộc đi chơi hay gì đó là đều share ra. Thì quen rồi xem đó là chuyện bình thường thôi. Có một cái dịp đặc biệt hơn nữa là sinh nhật của cái bạn này, bạn của cái bạn gái, thì một nhóm đi chơi chung với nhau. Khi mà tính là mua bánh để làm cho cái bạn kia bất ngờ thì bạn nam này mới là xung phong, mới bảo là thôi để anh đi mua bánh kem cho. Nhưng mà sau đó là khi mà mua về thì là đưa hóa đơn bắt xe ra, là bắt bạn gái xe ra chứ không phải là kêu tất cả mọi người cùng xe hả? Dạ.
kiểu là hai người đó mua xong rồi tự share với nhau. Dạ đúng rồi. Mà trong cái bạn nam nó kinh tế sao, ý là bạn nó có kiểu như là có làm ra tiền mà cũng làm ra tiền mà. Ờ làm ra tiền gì rõ ràng là tiền thế thì quá đáng luôn á. Nhận thấy là thời buổi ngày nay thì ai cũng đi làm, ai cũng kiếm tiền đúng không? Thì cái chuyện mình share là chuyện công bằng thôi. Nhưng mà cái vấn đề của bé Trâm này, nhà hỏi là hai bạn đã quen nhau gần một năm không? Dạ quen nhau một năm rưỡi. Một năm rưỡi đúng không? Chứng tỏ nó đã có một thời gian dài và họ đã diễn ra cái chuyện đó hàng ngày rồi. Cái nhà muốn nói đây, đề cập đến đây đó là thói quen á. Tại vì nếu như ngay từ đầu mình không đề cập cái chuyện đó ra với người ta, ngay từ đầu cho người ta biết là mình không thích chuyện đó, và ngay từ đầu những cái thói quen đó không được nói trước, thì người ta sẽ mặc định đó là chuyện bình thường. Cho nên nó sẽ được lặp đi lặp lại tới một cái mức độ là nó bình thường hóa cái vấn đề đó luôn. Cho nên họ sẽ nghĩ là cái chuyện share là chuyện bình thường lắm. Cho đến khi mà nhiều chuyện quá thì cái cô kia cô bị ức chế, cô mới tức và cô cảm thấy bị sốc, bị buồn và muốn chia tay kiểu vậy. Cho nên cái điều quan trọng vẫn là mình phải nói cho người ta biết ngay từ đầu cái điều mình muốn. Trước đó đã không vui rồi. Chị Phương, gì có giống cái trường hợp của Bích Trâm không? Giống mà khác. Giống đầu tiên là câu chuyện này là cũng là câu chuyện của một người bạn của chị. Nhưng mà nó hơi khác ở chỗ như này là tại vì chơi chung với nhau thì chẳng hạn như là hai cặp đi chơi đi, chị với bạn trai chị, thì cô bé đó với lại bạn trai cô bé cũng đi chơi thì thường hay là diễn về xong hẹn nhau đi ăn uống. Nhưng mà tự nhiên một lúc nào đó cái chị cho phát hiện ra là đi 10 lần thì cả 10 lần là bạn trai chị trả. Kiểu như vậy á, mà người kia vẫn bình thường, chả bao giờ có lên tiếng một lần nào cả, thì tự nhiên chị cảm thấy rất là hay kỳ. Thế là một lần đi ăn với nhau bình thường, cái chị nói ok bữa tiệc hôm nay mình chia 4. Bạn trai chị cũng hết hồn luôn á, nhưng mà chị cảm thấy như vậy và chị muốn như vậy. Thì bên kia cũng bị lặng im luôn, mặt đơ hết vài giây rồi cũng gượng ép rồi cũng rút tiền ra chia 4 kiểu như vậy á. Cái gì phải nói từ ngay từ đầu tiên mới bắt đầu đi chơi. Nếu không thì sẽ tạo thành thói quen người ta mặc định vậy luôn. Rồi ok. Câu chuyện tiếp theo. Son, túi, ví, quần áo, em thích gì anh vẽ ra cho. Cũng là con vô sắm. Ai là con vô tâm hồn lặng mà. Dễ thương vậy. Gái nào mà may mắn như vậy. Câu chuyện này là của Misa. Thật ra thì bạn trai cũ của em là họa sĩ, nhưng mà coi chương trình này rồi thì đừng có giận Misa nha. Cũng đã nói rất nhiều lần với nhau rồi. Thì bạn này là họa sĩ thì cứ lúc mà mới quen xong, gia đình cũng rất là khá giả và bạn nó cũng kiếm được tiền. Lúc đầu quen nhau, cái món quà đầu tiên tặng được một bộ quần áo Zara. Khi bạn nói bạn đi qua bên Singapore, bạn nhận bằng tốt nghiệp, bạn tặng mua nguyên bộ đồ Zara mà tặng. Xong trong cái hộp đó kèm theo một cái hình là con mèo mặc cái bộ đồ đó. Và sau cái đó món quà đầu tiên, mà những món quà sau chỉ còn hình vẽ thôi, không còn món quà. Rồi coi như chỉ có đúng một món quà đó hả? Nếu mà nhiều lắm thì có thêm được một cái bó hoa. Thì bạn đó bạn vẽ, nhưng mà những cái hình vẽ là bạn lấy những cái hình mà hai đứa chụp chung với nhau, xong bạn đó sẽ vẽ lại, xong rồi ghi giống như làm một cái thiệp đó, xong viết sau viết cái lời chúc. Thì lúc đầu em thấy rất là dễ thương, nhìn cái hình đó là mình thấy là kiểu mà xao xuyến cảm động liền rồi. Nhưng mà dần dần chắc cỡ đâu hả 3-4 tháng sau gì đó, sau nói chung là qua mấy cái đợt lễ, em bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bởi vì cứ mỗi đợt lễ như vậy là ví dụ như lễ tình nhân đi, là trời ơi em bắt đầu em cuống cuồng lên, em đi mua quà, em mua xong rồi coi size áo, size giày kiểu gì em bí mật em mua, em tặng cho người ta rất là nhiều đồ. Xong cuối cùng mình nhận lại có một cái thiệp thôi, rất là bực mình. Tại vì dù sao mình cũng là con gái thì thấy được em giúp chị Nico, tức là em cũng đã gợi ý từ trước ngày lễ em gợi ý rồi, và em biết là cái món quà đó hợp lý, em sử dụng được, và cái số tiền đó bạn trả được thì em mới gợi ý cho bạn đó. Mà dần dần em cảm thấy là trời ơi, mình cũng muốn được tặng quà lại chứ bộ, mình đâu mỗi cái thiệp này không thì không có vui. Đúng rồi. Không, anh nghĩ người thiếu tinh tế đây là em đó. Tại vì đôi khi trong cái thiệp vẽ đó nó có một cái bí mật gì đó, em hiểu không? Trời anh, em với Trang, anh sẽ với Trang anh luôn á. Đây mở hộp quà ra, em ngồi em xăm xoa từng chút một, em coi là nhiều khi có cái code nào đó không, có cái code mua hàng nào đó ở đó, hay là có cái gì bí mật trong đó không. Mà cuối cùng là chỉ là một cái tấm thiệp vậy thôi. Cô chờ là đó không. Sau xong em, cứ là em bực mình quá, em mới cãi lộn bạn đó. Em nói là sao kỳ vậy, không mốt đừng vẽ nữa, vẽ như nó đủ rồi, để đủ in lên cuốn lịch được rồi. Giờ tặng quà đi, thích cái này này, con gái mà thích son, thích này kia, xong mua tặng. Xong bạn nó nói rằng là thôi tặng những cái đó đâu có hả tấm lòng bằng vẽ thiệp. Nhớ nghĩ đó là một cách thể hiện tình cảm mà bạn ấy thích vậy thôi. Đúng rồi. Tại vì nhưng mà nó bị quá. Không là quá thì mình chọn đi. Mình chọn cái nào là tiết kiệm. Ai nghĩ đây là tiết kiệm? Kìa.
Thật ra là tiết kiệm kibo mà cũng mong manh lắm anh ạ. Thì đúng là chạy cái ranh giới nó quá mong manh. Nhưng mà cái kết của câu chuyện này là sau khoảng bắt đầu 2 năm thì mới thấy rằng là thôi chấp nhận vậy đi. Em quan sát thấy rằng là bạn đó mỗi vào những cái ngày lễ bạn đó cũng tặng mẹ bạn đó y chang như vậy. Cũng vẽ một cái món quà tặng cho mẹ, mà mình thấy rằng là thực sự là cái cách mà bạn đó nhìn về một cái khía cạnh một cái món quà tặng thì đó là cái chân tình. Bạn đó vẽ, ngồi vẽ loay hoay những cái bức tranh đó là cũng phải mất 2-3 tuần hơn á, chứ không phải là ngồi xoạt xoạt cái là vẽ ra được. Vẽ tranh thì cũng đó là cái mà cách mà bạn nó muốn đưa cái tình cảm vào trong cái tấm ảnh đó.